tiếp theo mời cô chú anh chị và bạn chúng ta sẽ cùng dạo bước đi vào nhà thờ Fatima, một trung tâm hành hương Fatima ở quận Thủ Đức này. Và chúng ta đang có mặt ở đây là bên kia là chợ Bình Triệu, chợ Bình Triệu, và chúng ta đang ở bên đây đường đối diện chợ Bình Triệu. Bên đây đường là con đường đi vào nhà thờ Fatima. Và theo thẳng hướng camera này, chúng ta sẽ đi về cầu Bình Triệu 2, đi về quận Bình Thạnh, đi về trung tâm Sài Gòn. Và phía bên cánh phải của chúng ta có một cái con đường nhỏ nhỏ để đi vào nhà thờ nè. Ở đây là quốc lộ 13. Quốc lộ thì xe cộ rất là đông, nên thành ra ít có người đi bộ như em lắm. Nên mình đi bộ ở quốc lộ là một trong những cái hình ảnh hiếm hoi, ngộ lạ nhất Sài Gòn. Và chúng ta có mặt ở đây là số 121, hẻm 121, đường quốc lộ 13. Đây là đường để đi vào không phải hẻm mà là đường số 5. Đường số 5. Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Và ngày hôm nay chúng ta thấy những hình ảnh ở phía trước nhà thờ thì cũng rất là khang trang rồi nè. Theo em tìm hiểu thì nhà thờ bắt đầu được xây dựng từ năm 1966. Đầu tiên là cái tháp chuông, rồi sau đó mãi đến năm 1977 thì mới được công nhận là một cái giáo xứ thuộc Tổng giáo phận. Và sau đó thì có các công trình phụ trợ theo như là nhà bếp, rồi nơi làm lễ, rồi mấy cái nhà thủy tạ rồi mới xây dựng sau này. Và thấy hai bên đường thì có cửa hàng bán đồ ăn sáng, rồi vào những ngày lễ thì sẽ có bán hoa. Bán bánh cuốn, rồi bên đây bún bò quế. Bún bò quế. Rồi, bán quần áo. Đây là một con đường số. Xíu nữa nha. Một cái cam sành có 10.000 thôi. Trong khi những nơi khác thì có giá 30-40 ngàn, 20-30 ngàn. Này, tất nhiên là tiền nào của nấy thôi, loại ngon và loại không ngon. Tôi thấy hình ảnh hai bên đường nè, có bán cái tượng Đức Mẹ, tượng Thánh, và có những quán cà phê.
xưa thì em có cũng thực hiện một video clip về cái nhà thờ này khi mà nhà thờ mới vừa xây dựng xong. Và hôm nay nhân cái dịp năm mới thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào đây để cập nhật, để các anh chị có dịp nhìn lại ngôi nhà thờ ngày hôm nay. Và các anh chị khác, nếu mà các tỉnh khác thì chúng ta khi mà nghe nói đến trung tâm hành hương Fatima thì mình cũng hình dung được nơi đây như thế nào. Ở đây thì cũng có mấy chỗ gửi xe để mình đi vô làm lễ đó, dâng hoa cho mẹ. Dạ không. Mẹ Đức Mẹ Fatima thì cũng là một trong những cái nhà thờ mà nổi tiếng linh thiêng ở Sài Gòn này. Ở đây bán những cái tượng điêu khắc. Chúng ta tới đây là cổng của nhà thờ rồi nè. Ngày xưa thì có một cái nhà tạm ở phía bên đây, khi mà giảng đường đang trong quá trình xây dựng thì ngày hôm nay giảng đường đã xây dựng xong rồi nè. Tôi thấy quy nhà lộng lẫy chưa. Mình đi một phòng vô đây nha. Lúc trước thì có cái tượng Đức Mẹ ở ngay vị trí chúng ta đang đứng, nhưng mà ngày hôm nay thì nhà thờ đã hoàn thiện rồi. Không biết tượng đã dời đi đâu. Chúng ta sẽ đi một vòng xem sao. Đây là phòng sinh lễ. Ta đang đi ở khuôn viên phía sau nè. Ngày nay có một tầng hầm nữa nè, tầng hầm chắc để xe rồi đó. Đây là lớp dạy giáo lý nè. Gần 50 năm thì nhà thờ mới hoàn thiện những cái công trình phụ trợ thế này. Một cái thời gian này tương đối dài. Và phía sau khuôn viên của nhà thờ là cái phòng vệ sinh. Cái tông màu rất là đặc biệt. Mình đi vòng ngoài trước đi ha, mình đi vô vòng trong. Và phía sau bên hông đây là bờ sông Sài Gòn. Nhà vệ sinh ngày nay thì làm rất là đẹp nè.
rất là sạch sẽ. Nguyên cái nhà lớn thiệt lớn luôn. À, dòng kênh Sài Gòn ngày nay sát mé với nhà thờ luôn. Rồi tôi thấy nè. Lục bình trôi quá trời luôn. Rồi theo hướng này là cầu Bình Triệu nè. Cầu Bình Triệu cũ và cầu Bình Triệu mới nè. À, mình nhìn xuống cái mí tường của nhà thờ. À, nằm sát với cái dòng nước luôn. À. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Sau khi cầu nguyện Đức Mẹ xong thì tiếp tục dẫn của chú anh chị chúng ta cùng đi một vòng ở đây tiếp tục ha. Đây là cánh bên phải của từ cổng đi vào nè. Năm mới thì cũng kính chúc tất cả của chú anh chị và các bạn có một năm thật là an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe, và cũng cầu Đức Mẹ mang sự an lành đến cho tất cả các anh chị và các bạn. Ngày nay chúng ta thấy có thêm một cái nơi để cầu nguyện nữa nè. Bên cánh phải là bờ kênh, dòng kênh Sài Gòn, dòng sông Sài Gòn. Đây là phía sau lưng cái tượng Đức Mẹ lúc nãy chúng ta cầu nguyện đó. Với cái tháp chuông. Cái tháp chuông ngày nay thì sát với mé sông luôn. Và nhìn thấy rất là đẹp. Rồi chúng ta đi vào trong nha. Oh.
Rồi chúng ta tiếp tục đi tới cái khu đây là khu đối diện thánh giảng đường. Sẵn đây cập nhật giờ thánh lễ cho các anh chị cùng theo dõi nè. Ngày thường 5 giờ sáng, chiều 5 giờ, thứ bảy 5 giờ sáng, chiều 4 giờ rưỡi, rồi chủ nhật thì 5 giờ rưỡi, 7 giờ rưỡi, chiều 4 rưỡi, 6 rưỡi. Và nhìn nhà thờ hôm nay rất là đẹp, rất là hoành tráng luôn. Và trước cổng nhà thờ thì có bán những cái quầy lưu niệm. Rồi một số hình ảnh ở trong khuôn viên nhà thờ, rồi dạo vòng vòng tượng Đức Mẹ, cầu nguyện cho các cô chú anh chị và các bạn. Thì video clip cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo nhé. Một số hình ảnh ở nhà thờ Fatima để các cô chú anh chị và các bạn chúng ta có dịp nhìn về. Và nếu mà các anh chị đã ở xa và chưa biết đến nhà thờ này thì hôm nay chúng ta có dịp thượng lãm, giống như chúng ta đang đi lễ, đang đi cầu nguyện thông qua video clip này. Cũng có rất là nhiều những người con xa xứ có dịp trở về Sài Gòn trong cái mùa Tết này, và họ cũng đi lễ ở đây thăm lại cái ngôi nhà thờ xưa và thăm Đức Mẹ. Thẳng hướng này mình ra đường quốc lộ 13 đi về cầu Bình Triệu nè. Rồi bye cô chú anh chị và các bạn. Nhân đêm cũng xin kính chúc đến tất cả cô chú anh chị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.